Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Laptop 123 sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dòng hot nhất hiện nay. Như các bạn nhìn thấy cái hình, đó là HP Envy 13. Cái dòng HP Envy 13 thì các bạn biết rồi, cái độ mỏng nhẹ, đẹp, rất là cực kỳ sắc nét đẹp rõ. Đây mình sẽ bóc một con HP Envy 13 ra các bạn xem. Đây các bạn, trên tay của mình là chiếc HP Envy 13. Đây mình xin giới thiệu sơ bộ về chiếc HP Envy 13. HP Envy 13 hiện tại thì bên Laptop 123 có hai dòng, đó là i5 và i7. i5 thì 8250, còn i7 thì bên mình có cái một cái mã, đó là AD160TU, i7 8550, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256GB. Đây mình sẽ cho các bạn xem cấu hình trực tiếp trong đốt. Đối với dòng HP Envy này thì mình sẽ hướng dẫn sơ bộ thôi, tại vì cái độ nhẹ mỏng thì các bạn đã biết rồi. Đây các bạn, i7 8550U, tốc độ là 1.8. Em này có thể tuột bo lên tới 4.1 các bạn à. Đây, RAM của nó là 8GB. Pin em này, pin em HP Envy này xài rất là lâu các bạn. Pin của nó là tới 6 cell. Như những dòng Ultrabook hoặc Zenbook, tất cả các dòng trước thì pin của nó hầu như là chỉ được 2 cell hoặc là 3 cell thôi. Riêng dòng HP Envy thì 13 thì pin nó tới 6 cell. Mình sẽ giới thiệu sơ bộ thôi. Đây là cái bàn phím. Các bạn thấy cái đèn led của bàn phím rất là sáng, đẹp. Tuy HP Envy 13, màn hình 13.3 inch, nhưng các bạn thấy cái bàn phím, cái độ khoảng cách giữa các phím nó rất là rộng và độ nảy rất là cao. Khi chúng ta đánh văn bản hoặc là sử dụng trong công việc thì rất là thoải mái, đánh rất là nhẹ nhàng. Bởi vì cái bàn phím các bạn thấy nó tràn ra tới mép bên này luôn. Cho nên mà tuy màn hình nhỏ nhưng mà bàn phím nó không có nhỏ, nó sẽ tràn ra, nó rất là rộng rãi. Màn hình, đối với màn hình HP Envy thì cái độ phân giải của nó là Full HD 1920x1080. Cái màn hình này các bạn khi sử dụng các bạn sẽ thấy độ nét nó rất là cao, cực kỳ cao. Đây là một cái dàn gọi là dàn loa các bạn. Dàn loa của Asus. Công nghệ loa, cái này là nguyên một dãy này, dãy loa này là nó tới 4 loa các bạn. HP Envy 13 160TU thì nó có 4 cái loa, là 4 dãy loa. Độ nhẹ thì em này chỉ nhẹ 1,23 kg thôi các bạn, 1.23 kg. Đây, hai cái loa bên này nó vẫn phát hai cái loa bên này nữa. Đây là cái dàn tản nhiệt.
rất là mỏng nhẹ. HP NV 13 thì nó sẽ không có OCD. Và bên trái của mình thì nó sẽ có một cổng USB, một cổng C và cổng card reader loại nhỏ các bạn. Bên này nó cũng vậy luôn, bên này cũng có một cổng USB và một cổng C luôn. Vậy là dòng HP NV là nó có hai cổng C, hai cổng USB. HP NV 13 AD160TU thì cái vỏ này bằng nhôm các bạn, nhôm nguyên khối các bạn. HP NV là vỏ nhôm nguyên khối, vỏ kim loại nguyên khối, màu gold. Hiện tại HP NV thì chỉ có ra được có một màu gold duy nhất này thôi. Dòng này thì không có cảm ứng nha các bạn. Độ gập thì nó chỉ gập được 90 độ này thôi, 45 độ thôi. Rất là chắc chắn các bạn. Tuy rất tuy mỏng nhẹ đẹp nhưng mà rất là chắc chắn. HP NV thì hiện tại thì nó có cái gói bảo hành là 1 năm, bảo hành 12 tháng toàn quốc tận nhà luôn các bạn. Khi các bạn có trục trặc gì các bạn gọi lên tổng đài thì nó sẽ hãng HP sẽ tới nhà bảo hành miễn phí cho các bạn trong vòng 12 tháng. Đây mình chỉ giới thiệu sơ bộ đây. Đây là cái mặt A của HP NV. Phía này là một cái dải mặt cắt kim cương các bạn. Rất là sáng bóng đẹp. Dòng này RAM 8GB của HP NV thì nó là onboard nha các bạn. 8GB onboard cho nên các bạn muốn nâng cấp thì không có được. Nó đóng chết 8GB onboard rồi cho nên các bạn muốn nâng cấp thì hơi bị khó. Win thì HP NV thì chạy Win 10 bản quyền các bạn. Đây mình sẽ vô trong này cho các bạn thấy rõ hơn về cái cấu hình chi tiết của em HP NV này. Đây là cái chip i7-8550. Tốc độ xử lý của nó là 1700MHz. RAM 8GB. Đây, để mình xem các bạn xem cái ổ cứng. Đây là chi tiết về cái RAM. RAM của nó thì đây các bạn. Tốc độ là 1867 MHz. RAM cái loại RAM đó là LBD DDLB DDR3. Cái loại RAM này khác RAM những cái dòng laptop thường là DDR4 nhưng mà dòng này có LB DDR3 các bạn. Cái dòng này tốc độ rất là cao. Nó có 8GB, nó đã gắn đóng trên main onboard là hai khe. Một thanh là 4GB, hai thanh 4GB, chạy dual RAM hai thanh 4GB. Đây các bạn, đêm 1, đêm 2. Đây các bạn, ổ cứng. Ổ cứng là 256GB. Đây các bạn còn cục pin. Quan trọng nhất là cục pin. Pin lithium ion 7700V. Cái dòng này pin 6 cell chạy rất là lâu.
cực kỳ lâu. Đối với những đối với dòng HP Envy dành cho các sếp, các doanh nhân đi thuyết trình hoặc là đi giao dịch với khách hàng thì cần một lượng pin rất khá là lớn. Dòng HP Envy này rất là thích hợp để cho các doanh nhân, các những người mà di chuyển đi xa. Đối với touchpad của dòng HP Envy thì nó không có được mượt lắm, bởi vì là nó bằng nhôm cho nên là nó hơi cứng, nó không có được mượt như dòng vòi nhựa khác. Tuy nhiên thì độ nhảy nó cũng rất là cao. Rất là mỏng các bạn. Để trải nghiệm trực tiếp, xem trực tiếp thì các bạn có thể đến laptop 123 xem trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp. Hiện tại thì dòng i3, i5, i7 tại laptop 123 rất là nhiều. Để ủng hộ laptop 123 thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe và share Facebook fanpage dùng laptop 123 nhé các bạn. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn.